đây. Chào mọi người nhá. Xin chào Lệ Quyên nhá. Xin chào Hoàng Hồng Nhung ạ. Cả nhà mình chia sẻ vạch lên đi nào. Hello, xin chào mọi người ạ. Xin chào Tư Nguyễn nha. Xin chào Hoài Thu ạ. Mọi người chia sẻ vạch lên ạ. Xin chào Hoàng Hồng Nhung ạ. Chào Phương Vi ạ. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào để chơi mini game nào, để chơi đấu vui tiếp ạ. Chào Hồng Hồng Nhung ạ. Chào Phạm Hùng Hiếu nhá. Em chào chị Chi Đạt ạ. Em chào anh Phạm Hùng Hiếu ạ. Vương Nữ like không? Dạ chị ơi, hôm nay bên sau em vẫn chưa sắp hết thời gian để like Vương Nữ chị ạ. Ok Hoàng Hồng Nhung nha. Cả nhà nhớ giúp mình phải chia sẻ và trong năm nhóm trợ nhá. Và một lần công khai trên tường trang cá nhân ạ. Cả nhà mình chia sẻ mạnh lên nào. Chào Thảo nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Chia sẻ ít nhất là 5 nhóm trợ kèm theo chia sẻ công khai trên trang cá nhân nhá. Kèm theo là mọi người ấn thích và theo dõi trang fanpage nha mọi người nha. Là mọi người chia sẻ máy nào này mọi người ơi. Mọi người chia sẻ máy nào để chúng ta bắt đầu chơi mini game nha mọi người nha. Mọi người chia sẻ máy nào để chúng ta bắt đầu chơi mini game ạ. Nào. Phần thưởng hôm nay rất chi là hấp dẫn nha mọi người nha. Nếu mà bạn nào hôm nay phần thưởng hôm nay nha, một là mũ nha, hai là thẻ 50k nha mọi người nha. Một là mũ, hai là thẻ 50k. Nữ thì chuyển được sang cả dây lưng nha mọi người nha. Nào, mọi người chia sẻ máy nào. Một chút nữa bên mình sẽ dơ ra câu đố nha. Hôm nay có rất chi là nhiều câu đố vui rộn vui nhộn dành cho mọi người nha, rất chia nhiều câu đố hay nha. Nào, mọi người chia sẻ mạnh nào mọi người ơi, 50 người xem bên mình sau đó bắt đầu chơi nha mọi người nha. 50 người xem bên mình sau đó chơi ạ. Mọi người chia sẻ mạnh nào. 31 là người đang xem rồi. Thầy Nguyễn Thanh Thủy nha, thầy Nguyễn Thanh Thủy ạ. Xin chào Thảo Thanh Nê nha. Mũ xanh gọi chỉ để tặng mini game thôi nha anh nhá. Mũ xanh gọi like chỉ để tặng mini game thôi ạ. Xin chào Hoàng Hồng Nhung nhá. Nào mọi người chia sẻ máy nào để chúng ta bắt đầu chơi nha mọi người nhá. 50 người chơi. Xin chào Trần Thị Thu Yên nhá. Xin chào Trần Thị Thu Yên ạ. Em kim chưa? Tiến thắng bạn hỏi gì ạ? Luật chơi mình đã ghi vào rồi mọi người nhá. Chia sẻ ít nhất 5 lần trên trang nhóm trợ, trang cá nhân. Kèm theo là chia theo dõi trang fanpage nha. Và các bạn đoán đúng là nhận quà nhá. Mọi người nhớ là chụp lại cái màn hình mà mọi người đã chia sẻ và trong 5 lần nhóm trợ đó. Để bên mình, khi các bạn đoán đúng thì bên mình sẽ xác nhận. Xác nhận là các bạn đã chia sẻ rồi tặng quà cho các bạn nhá. Nào các bạn chia sẻ đi nào mọi người ơi, chia sẻ mạnh lên đi ạ. Hôm nay shop có rất là nhiều câu đố vui nhá. Nào mọi người chia sẻ mạnh nào, 50 người chơi thì bên mình sẽ bắt đầu đưa ra câu đố cho mọi người nha. 50 người chơi thì 50 người xem thì bên mình sẽ bắt đầu đưa ra câu đố nha mọi người nha. 50 người xem thì bên mình sẽ bắt đầu đưa ra câu đố ạ. Nào, phần thưởng hôm nay là mũ gió nha mọi người nha. Một là mũ gió, hai là thẻ 50k nha. Một là mũ gió, hai là thẻ 50k nha mọi người nha. Có rất chi là nhiều, mũ gió có đủ màu luôn nha. Để mình lấy thêm màu rêu nữa nào. Mọi người chia sẻ mạnh nào mọi người ơi. Mọi người chia sẻ mạnh lên đi ạ. Chia sẻ mạnh lên nha. Thấy trọng danh ạ. Nào mọi người tiếp tục chia sẻ đi ạ. Chia sẻ mạnh lên đi ạ. Nào mọi người chia sẻ mạnh nào. 50 người thì bên mình sẽ bắt đầu công bố câu hỏi nha mọi người nha. 50 người thì bên mình sẽ được công bố câu hỏi nha. Phần thưởng hôm nay cho mọi người đó là mũ gió nha mọi người nha. Phần thưởng hôm nay cho mọi người đó là mũ gió nha. Một là mũ gió, hai là thẻ 50k nha. Một là mũ gió, hai là thẻ 50k nha. Còn ai đồ lửa không? Mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Nào mọi người chia sẻ mạnh nào. Đồ lửa mình chưa sắp xếp để like được nha. Xin chào Tân Gia Xua.
Nào, mọi người chia sẻ máy nào. 50 người xem thì bên mình sẽ bắt đầu công bố luật chơi nha. Công bố nào. Nào, bây giờ mình đã ghi hết câu trả lời đằng sau này rồi nha mọi người nha. Bây giờ mình đã ghi hết nha. Xin chào Thu Hào Nguyễn à. Xin chào Thu Hào Nguyễn ạ. Xin chào Tiến Tiền Tỷ nha. Nào, mình đã ghi hết câu hỏi đằng sau này rồi nha mọi người. À, câu trả lời là đằng sau này rồi nha. Mình đã ghi câu trả lời đằng sau này rồi nha mọi người nha. Nào. Rồi, xin chào Võ Ngọc Trà My nha. Xin chào Võ Ngọc Trà My ạ. Nào, bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa ra câu hỏi nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa ra câu hỏi. Câu hỏi hôm nay, ai hay bị ong đốt nhất ạ? Ai hay bị ong đốt nhất hả mọi người ơi? Mọi người chia sẻ đi ạ. Xin chào Hoàng Thị Thương ạ. Mọi người chia sẻ đi nào, chia sẻ mạnh lên đi ạ. Nào mọi người chia sẻ mạnh nào. Chia sẻ ít nhất là 5 lần trên trang cá nhân và ít nhất 5 lần trên trang cá nhân và trên trang chợ nha mọi người nha. Ít nhất 5 lần đấy ạ. Và trả lời đúng câu hỏi của mình đưa ra đây. Nếu mà ai không muốn nhận mũ thì sẽ nhận được thẻ điện thoại nha, thẻ cào điện thoại nha. Nếu mà ai không muốn nhận thẻ cào thì nhận mũ nha mọi người nha. Mũ gió rất trời đẹp nha. Mình có đủ màu luôn nha. Xám, rêu, xanh chuối, đỏ đô và tím than nha mọi người nha. Đủ màu luôn ạ. Nào mọi người chia sẻ mạnh nào. Nào mọi người chia sẻ mạnh nào. Cáo không phải ạ, treo ong không phải nha. Nào, ai hay bị ong đốt nhất ạ? Ai hay bị ong đốt nhất ạ mọi người ơi? Ai hay bị ong đốt nhất ạ? Nào mọi người chia sẻ mạnh nào mọi người ơi. Hoa không phải nha, Hoa không phải ạ. Chú Bá Thông không phải nha, Chú Bá Thông không phải ạ. Thợ Bá Thông không phải ạ, Thợ Bá Thông họ có đồ rồi. Nên bây giờ họ rất ít khi bị đốt nha mọi người nha. Chia sẻ chăng, đi ạ. À. Người đốt ong không phải nha, Phạm Hồng Hiếu nha. Hoa không phải nha, Thảo Thanh Lê nha. Người đốt ong không phải, người đốt ong thì người ta có thuốc rất chìa. Ít khi bị đốt nha mọi người ạ. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào mọi người ơi. Mọi người phải đoán đúng với cái câu mà bên shop mình đã để câu trả lời shop mình đã đính đằng sau đây nha. Nào cả nhà mình chia sẻ đi ạ, chia sẻ mạnh lên đi ạ. Ai là người chỉ người ạ? Không phải đâu ạ. Không phải đâu nha, Trần Thị Thu Yên nha. Thợ lấy mật không phải ạ, thợ lấy mật không phải ạ. Người lưu ong chưa phải ạ. Gấu không phải nha. Người uống rượu không phải ạ. Nào, Hoa không phải nha, thương nha, Hoa không phải ạ. Hoa không phải nha, Trần Thị Thu Yên nha. Chia sẻ mạnh lên ạ, chia sẻ mạnh lên đi nào. Nào mọi người chia sẻ mạnh nào mọi người ơi. Mọi người chia sẻ mạnh lên giúp mình nào. Nào, ai hay bị ong đốt nhất ạ? Ai hay bị ong đốt nhất ạ? Mình hay quên. Nào chia sẻ mạnh lên nào mọi người ơi. Chia sẻ mạnh lên đi ạ. Mọi người chỉ cần chia sẻ livestream này với chế độ công khai và tag livestream vào trong 5 nhóm chợ bất kỳ và ấn thích trang fanpage Villa Giày Hùng Cường và trả lời đúng câu hỏi mình đưa ra ở đây. Nếu mà ai trả lời đúng sẽ được nhận phần quà, một là mũ gió, hai là thẻ cào.
suy diễn xa xa hơn một chút nữa nha. Và câu trả lời rất chia sẻ mọi người nha, rất chia sẻ. Rất chia sẻ nha mọi người nha. Thậm chí có những chỗ người ta còn hỏi những câu hỏi đến những câu trả lời không liên quan gì đến câu trả lời luôn nha mọi người nha. Đây có liên quan luôn. Nào, câu trả lời của mình có liên quan đến nha. Ai hay bị ong đốt nhất nào? Ai hay bị ong đốt nhất nha? Hay là có hại não, có khi các bạn hôm nay phải nhập viện vì quá đau đầu. Người chọc tổ ong không phải nha, người đi dép tổ ong không phải nha. Con ong thì làm sao mà nó biết dép được là dép của ong của nó mà nó đốt? Không có ai hết không phải nha. Người dẫm phải tổ ong không phải à? Mọi người hãy suy diễn ra một chút nha. Mình đã gợi ý cho mọi người nha, đã có 5 từ nha. Gợi ý cho mọi người câu trả lời có 5 từ ạ. Câu trả lời có 5 từ nha mọi người nha. Câu trả lời có 5 từ ạ. Bông hoa không phải nha, câu trả lời có 5 từ mà mọi người ơi. Câu trả lời có 5 từ mà. Nào, câu trả lời có 5 từ nha mọi người nha. Chọc ong không phải nha, câu trả lời có 5 từ nha mọi người nha. Câu trả lời có 5 từ nha. Câu trả lời có 5 từ nha mọi người nha. Mọi người chia sẻ mạnh nào. Nào, mọi người chia sẻ mạnh thế nào. Câu trả lời có 5 từ ạ. Mình gợi ý cho mọi người câu trả lời có 5 từ. Mà thậm chí câu trả lời rất chi là xàm và rất chi là hóc búa. Câu hỏi rất chi là hóc búa nha. Có bạn có ghi hôm nay các bạn phải nhập viện đây. Vậy bởi vì câu hỏi rất chi là hóc búa. Nào, mọi người chia sẻ máy nào mọi người ơi, mọi người chia sẻ máy nào. Ông không đốt người trêu, không phải ạ. Người ngon ngáo nhất không phải ạ. Người lấy mặt ong không phải nha. Người hay trêu tổ ong không phải nha. Câu trả lời có 5 từ nha mọi người nha. Mình đã thấy các bạn gần đúng rồi đấy ạ. Mình thấy các bạn trả lời gần đúng rồi nha mọi người nha. Mình thấy các bạn trả lời gần đúng rồi đấy ạ. 5 từ nha bạn, 3 từ hack nha. 5 từ nha bạn, 3 từ hack. Các bạn phải suy nghĩ sâu xa hơn. Người bị khung không phải nha. Mọi người hơi lái ra một chút đi ạ. Câu trả lời và câu hỏi rất chia sàm. Rất chia sàm nha. Vẫn là chị áo đỏ. Đúng rồi, bên cạnh chắc chắn là vẫn là chị áo đỏ nha. Người bị giao thông mắt không phải ạ. Chiêu ong, ong đốt ít không phải nha. Mọi người chia sẻ mạnh lên ạ. Người chăm ong hàng ngày không phải nha. Người chăm ong bây giờ họ có thuốc để làm ong cũng đốt rồi nha mọi người nha. Nên mọi người không phải lo đâu ạ. Nào, chia sẻ mạnh lên ạ. Mọi người nhớ là phải chia sẻ vào trong năm năm lần ở trong trang nhóm chợ nha. Kèm theo là mọi người theo dõi và ấn thích trang fanpage nha. Các bạn nhớ giúp mình là chắc các bạn chia sẻ, các bạn phải chụp lại màn hình cho bên shop mình nha. Đoán đúng một cái mình sẽ trao thưởng, nhưng với điều kiện các bạn phải gửi lại cái các bạn đã chụp màn hình nha. Dỗ tổ hùng vương không phải nha. Phải ạ. Thích béo thì chơi ong không phải nha. Nào, câu trả lời rất chi là xàm, thậm chí câu hỏi cũng xàm theo luôn. Nhưng mà câu trả lời rất chỉ liên quan đến ai hay bị ong đốt nhất nha mọi người nha. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Nào, câu trả lời hơi lái đi nha mọi người nha. Câu trả lời hơi lái đi nha mọi người nha. Mọi người lưu giúp em nha. Câu trả lời hơi lái đi một chút nào, mình đã gợi ý cho mọi người này. Câu trả lời hơi lái đi một chút. Và câu trả lời có 5 từ nha. Có 5 từ. Có 5 từ nha mọi người nha. Chứ không phải 5 chữ đâu ạ. Có 5 từ chứ không phải 5 chữ nha. Câu trả lời có 5 từ ạ. Nào chia sẻ mạnh lên không phải nha. Các bạn chia sẻ mạnh lên nào, chia sẻ mạnh lên đi ạ. Lấy trộm một ong không phải nha Việt Anh nha. Chia sẻ mạnh lên nào. Cầm gậy đập tổ ong không phải ạ. Treo ong thì ong đốt ít không phải nha Bùi Đức nha. Hoa không phải nha. Câu trả lời có 5 từ rồi mà mọi người ơi. Mình đã gợi ý cho mọi người rồi. Câu trả lời có 5 từ nha. Câu trả lời có 5 từ nha mọi người nha. Câu trả lời có 5 từ ạ. Ai hay bị ong đốt nhất ạ? Cảm ơn Dương nha. Treo ong thì ong đốt ít không phải nha. Không phải nha Đức Bùi nha. Người tham gia giao thông không phải nha. Rất chỉ là liên quan đến cái câu hỏi của mình đây ạ. Ai hay bị ong đốt nhất nha. Câu trả lời cũng rất chỉ là liên quan đến nha mọi người nha. Mặc quần màu đỏ không phải nha. Rồi đã có bạn đúng rồi đấy. Phải không nhở? Để mình xem lại nào. Đúng rồi, bạn hàng béo nha. Bạn hàng béo chụp ảnh lại màn hình như nào. Bạn hàng béo chụp ảnh lại màn hình nào. Và comment cho mình xin số điện thoại nha. Người lưu ong tay áo nha mọi người nha. Người lưu ong tay áo ạ. Người lưu ong tay áo nha mọi người nha. Người lưu ong tay áo ạ. Bạn hàng ơi, bạn chụp lại màn hình đi bạn ơi. Bạn hàng béo chụp lại màn hình đã chia sẻ các trang nhóm chợ. Và comment chụp luôn màn hình cái này đi. Và bạn đi chụp luôn màn hình cái này đi. Nào, bạn béo chụp luôn ảnh màn hình lại giúp mình nào bạn hàng béo ơi. Và cho mình xin số điện thoại nào.
Hằng Béo ơi, chụp luôn ảnh lại màn hình bạn ơi, vì bên mình đã ghim bạn và kèm theo do kết quả ra nhá. Nên bạn cho mình xin số điện thoại luôn ạ. À. Bạn Hằng Béo cho mình xin số điện thoại nào bạn Hằng Béo ơi. Bạn Hằng Béo cho mình xin số điện thoại nào. Bạn Hằng Béo cho mình xin số điện thoại nào mọi người ơi. Bạn Hằng Béo cho mình xin số điện thoại nào. Chị chưa có em ạ. Nào, bạn Hằng Béo cho mình xin số điện thoại nào. Đáp án là người nuôi ong tay áo nhá. Nào, mọi người chia sẻ máy nào. Sau chốt được cho bạn này xong, bên mình vẫn chơi tiếp nha mọi người nha. Chốt được xong cho bạn này người, bên mình vẫn chơi tiếp nha. Bạn Hằng Béo còn ở trong livestream này không ạ? Bạn Hạnh Vũ ơi, bạn chỉ trả lời là nuôi ong tay áo thôi, chứ bạn không trả lời là người nuôi ong tay áo nha. Câu trả lời của mình đưa, lúc ấy mình có nhìn thấy câu trả lời của bạn Hạnh Vũ ạ. Ok. Ok, anh Béo nha. Bạn Hạnh Vũ bạn có thể soi lại nha. Bởi vì lúc đấy mình cũng có nhìn thấy comment của bạn là nuôi ong tay áo nha, chứ không phải là người nuôi ong tay áo ạ. Nào. Ok, bây giờ mình chơi tiếp nha mọi người nha. Ok, bây giờ mình chơi tiếp ạ. Yêu chị áo đỏ. Ok bạn nha. Dừng dây dứt à. Nào, tiếp theo là một câu nữa mình đã ghim câu trả lời đằng sau này rồi nha mọi người nha. Tiếp theo một câu nữa mình đã ghim câu trả lời đằng sau này rồi ạ. Nào. Hoa gì lở mãi không tàn ạ? Hoa gì lở mãi không tàn ạ? Hoa gì lở mãi không tàn ạ? Rồi, ok nha. Ok Trần Văn Dũng ạ. Chơi xong tặng gì bạn đó? Tặng mũ nha. Bạn đấy tí nữa mình sẽ inbox cho bạn đấy nha. Bạn đấy thích tặng mũ thì tặng mũ, không thì thích tặng thẻ thì tặng thẻ luôn cho bạn đấy nha. Các bạn không phải lo đâu, mũ gió đầy trên đây nha. Tí nữa bạn đấy. Thấy ông Trần ạ. Thấy ông Trần nhá. Hoa gì là mãi không tàn hả mọi người ơi? Các bạn ơi, bắt đầu chơi tiếp nha. Nếu mà ai được thì sẽ được tặng mũ nha mọi người nha. Hoa nhựa không phải ạ. Ai được sẽ tặng mũ, một là tặng mũ, hai là tặng thẻ nha mọi người nha. Hai là được tặng thẻ 50k nha mọi người nha. Được tặng thẻ 50k. Nào. Hoa gì là mãi không tàn ạ? Hoa giấy không phải nha, Trần Thị Thu Yên nha. Hoa giấy không phải nha. Hoa hậu không phải ạ. Hoa hậu lở mãi rồi cũng phải tàn, nổi mãi thì cũng phải đến hồi về chăn lợn thôi. Nào, hoa gì lở mãi không tàn ạ? Nào. Hoa gì lở mãi không tàn nha mọi người nha. Câu trả lời này và câu hỏi này rất chi là thực tế với nhau nha mọi người nha. Không hề xàm nha. Rất chi là nhiều câu hóc búa. Có khi các bạn phải nhập viện bởi vì quá đau đầu. Thuốc
chị nhận không? Hoa bất tử không phải nha. Anh nhớ chị Hoa thử hoa quả không? Biết, chị mua hai cái ví. Trêu là về chị. Không có hoa là không phải, anh chắc chắn là phải có hoa rồi. Chắc chắn là phải có hoa rồi, có hoa ở đâu đó thì hoa đó mới lở không tàn, lở mãi không tàn nha mọi người nha. Hoa vẽ trên tường không phải nha. Gợi ý câu đầu đi anh. Thì chắc chắn câu đầu nó sẽ là... Thôi gợi ý câu đầu đi đâu. Anh. Chắc chắn gợi ý câu đầu này. Câu... Trong bốn từ cho nó có một từ hoa. Trong bốn từ cho nó có một từ hoa nha. Câu trả lời có bốn từ cho nó có một từ hoa. Câu trả lời có bốn từ cho nó có một từ hoa nha mọi người nha. Câu trả lời có bốn từ cho nó có một từ hoa. Bốn từ trong đấy có một từ là hoa nha cả nhà nha. Loan Đào ơi, loài hoa mặt trời không phải ạ. Hoa nở không phải ạ. Câu trả lời có bốn từ cho nó có một từ hoa nha mọi người nha. Hoa trong tranh thêu chưa phải ạ. Mọi người nhớ mình nhấn mạnh chứ chưa phải nhá. Có tức nghĩa là tất cả các bạn, rất là nhiều bạn đoán gần đúng rồi. Nên vì thế là các bạn phải sắp xếp làm sao cho đúng cái từ nhá. Nào, câu trả lời có bốn từ, trong đó có một từ hoa. Câu trả lời có bốn từ, trong đó một từ hoa nhá. Câu trả lời có bốn từ, trong đó có một từ hoa nhá mọi người nhá. Hoa nhựa không phải nhá. Nhà lợn ơi, hoa hậu không phải ạ. Hoa mắt chóng mắt không phải Đinh Thị Mai nhá. Không phải, em vừa đấy có một người chửi em ấy đi thôi. Đi thôi, anh nhìn thôi. Hoa hậu Vĩnh Cửu không phải ạ. Câu trả lời có bốn từ cho nó có một từ hoa nha mọi người nha. Câu trả lời có bốn từ cho nó có một từ hoa. Hoa cốc bất tử chưa phải nha các tình yêu nha. Thật là hoa giả không phải Nguyễn Huy ạ. Hoa chanh không phải Huy Sinh Trai nhá. Hoa nở không tàn mang tên tình ái. Nghe giống cô hát kinh nhở Vũ Mạnh Thư nhở. Bông hoa đồng tiền không phải nha Phương Vi nha. Bông hoa đang nở không phải nha Trần Thị Thu Yên nhá. Nào, chia sẻ mạnh lên đi ạ. Hoa em trong giấy không phải ạ. Nào, hoa gì lở mãi không tàn hả mọi người ơi. Hoa là gì lở mãi không tàn à. Không là hoa rất thật. Rất là nhiều bạn nào. Trả lời gần đúng rồi. Nhưng mà sắp xếp từ ngữ vẫn chưa đúng với bên shop mình nhá. Nào. Mọi người cố gắng nào, cố gắng nghĩ đi ạ. Xin chào trường KK nhá. Xin chào trường KK. Hoa tai không phải nhá. Bốn từ mà các bạn, bốn từ cơ mà. Vòng hoa bạch nhật không phải ạ. Thế hoa trong tranh chưa phải ạ. Hoa mãi không tàn chưa phải nha. Hoa tai không phải, mọi người nhớ là bốn từ nha. Nhớ giúp mình bốn từ. Cô Tí ơi, chưa bạn nào trả lời đúng đâu ạ. Chưa bạn nào trả lời đúng đâu nha. Chưa bạn nào trả lời đúng đâu ạ. Các bạn yên tâm, đúng một cái bên mình sẽ đọc và ghim luôn nha các bạn nha. Vì kết quả bên mình đã có ở đây rồi ạ. Hoa hậu không phải nha mọi người nha. Hoa hậu không phải ạ. Hoa gì là mãi không tàn nào. Hoa trên tường không phải nha. Hoa trên tường không phải ạ. Xin chào Trần Lan Anh nhá. Tranh khung thêu hoa không phải nha Ngọc Hóa Mình ạ. Hoa thêu trong tranh không phải nhá Hà Thương Quyền nhá. Lê Nhật Thiên ơi, hoa giả không phải ạ. Hoa tay không phải nhá, xu sắc nhá. Mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Xin chào Ngọc Thắng nhá. Nào mọi người chia sẻ mạnh lên giúp em nào mọi người. Đọc hết tất cả những cái câu mọi người bình luận tên luôn, tên của mọi người luôn. Okay. Trường chọn. Không có hoa nào không phải đâu ạ. Hoa thêu trong tranh không phải nhá. Đọc tên mọi người ra bình luận ra. Nhớ. Hoàng Mạnh ơi, hoa thêu trong tranh không phải ạ. Bông hoa trong tranh không phải nha. Hoa cốc không phải nha. Lê Duy Đạt, hoa mãi không phải ạ. Đỗ Văn Sản, hoa rơi cửa Phật không phải ạ. Trần Lan Anh, hoa giấy không phải ạ. Huệ Nina, hoa hậu Hoàn Vũ không phải ạ. Hoa sắp trên người không phải nha. Đọc tên của các bạn comment ra thì mọi người đỡ phải nhầm với nhau. Dũng Mạnh Hoàng ơi, không có hoa nào không phải ạ. Messenger thông báo hoa nhựa không phải ạ. Châu Nguyễn ơi. Nào. Mọi người chia sẻ máy nào mọi người ơi, mọi người chia sẻ máy nào. Mai Ngọc Nhung ơi, hoa hồng bất tử không phải ạ. Én Kiên ơi, hoa in trên vải không phải nha. Chưa phải nha bạn nha. Ôi, có nhiều bạn gần đúng rồi đấy, có nhiều bạn gần đúng rồi đấy ạ. Mọi người cố gắng sắp xếp lại từ ngữ sao cho hợp lý đi ạ. Gợi ý một từ hoa rồi, còn một nào, từ nữa. Câu trả lời có bốn từ trong đó có một từ hoa. Câu trả lời có bốn từ ủa, trong đó có một từ hoa nha mọi người nha. Câu trả lời có bốn từ trong đó có một từ hoa nha mọi người nha. Gợi ý từ này này. Từ này này. Gợi ý nó từ đấy đi. Mọi người ơi, gợi ý đầu tiên là từ hoa và từ thứ hai là từ trong nhá. Một từ là hoa, một từ là trong ạ. Nào, câu trả lời có bốn từ, trong đó có hai từ, một từ hoa và một từ trong nhá mọi người nhá. Nào, cố lên nào mọi người hoa, ơi. Không phải nha, câu trả lời có bốn từ, trong đó có một từ hoa và một từ trong nhá mọi một người nhá. Một từ hoa và một từ trong. Xin chào Trần Thị Thùy Dung ạ. Nào. Nào có một từ hoa và một từ trong nhá cả nhà nhá. Cố lên đi ạ. Bật máy này bật nhà đi. Câu trả lời có bốn từ, trong đó có một, trong đó có hai từ là một từ hoa và một từ trong nhá mọi người nhá.
Vẫn chưa phải Hà Thương Quyền nha, không phải Hoa Trong Tình Yêu ạ. Hoa Trong Tình Yêu không phải ạ. Mọi người nhớ là phải sắp xếp lại nha, sắp xếp lại nha. Sắp xếp lại nha mọi người nha. Mọi người lưu ý giúp mình nha. Mọi người phải sắp xếp lại nha mọi người nha. Hoa Trong Nhà Kính không phải ạ. Nào. Hoa Trong Điện Thoại không phải ạ. Hoa Trong Mắt Người không phải ạ. Hoa Pha Lê Trong chưa phải ạ. Hoa Trong Tranh Vẽ không phải nha, Trần Thị Thu Yên nha. Nào, một từ hoa và một từ trong ạ, mọi người cố lên đi ạ. Nào, câu trả lời có 4 từ, trong đó có một từ hoa và một từ trong nha mọi người nha. Câu trả lời có 4 từ, trong đó có một từ hoa và một từ trong nha. Hoa Tay không phải nha, Nguyễn Thế Hậu nha. Hoa Trắng Trong Gương không phải Lan Đào nha. Hoa Đồng Tiền không phải Nguyễn Tiến Thành bởi vì có 4 từ cơ. Xin chào Mình Loan ạ. Hoa Trong Mắt Anh không phải nha, Trường Trọi nha. Hoa Trắng Trong Gương không phải nha, Lan Đào nha. Câu trả lời có 4 từ, trong đó có một từ trong và một từ hoa nha. Một từ trong và một từ hoa. Câu trả lời có 4 từ, trong đó có một từ trong và một từ hoa nha mọi người nha. Hoa Giả không phải ạ. Hoa Học Trong Cách Lòng Ngực không phải nha. Thằng Gabi. Hoa Nở Trong Tranh không phải ạ. Tú Tít ơi, Hoa Trong Pha Lê không phải ạ. Trần Thị Thu Yên ơi, Hoa Trong Tranh Ảnh không phải nha. Hoa Trong Tim Vỡ không phải ạ. Hoa Trong Cảnh không phải ạ. Câu trả lời có 4 từ mà mọi người ơi. Hệ thống Messenger Hoa Trong Chăn không phải. Câu trả lời ơi, câu trả lời mọi người ơi, câu trả lời có 4 từ, trong đó có một từ hoa và một từ trong cho mọi người nha. Em bảo mọi người nhớ là có một từ trong và một từ hoa. Mọi người sắp xếp và ghép từ sao cho hợp lý nào. Hoa Trong Lòng Người không phải Nguyễn Đông nha. Gái Đất Càng Hoa Trong Tim không phải bởi vì có 4 từ cơ. Tuấn Thương ơi, Hoa Trong Bàn Tay không phải ạ. Trần Lan Anh ơi, bạn ơi có 4 từ không phải hoa chân đâu ạ. Kiên Tiết ơi, Hoa Mãi Trong Anh không phải ạ. Phạm Duy ơi, Hoa Thủy Tinh không có trong không phải ạ. Lan Bảo ơi, Hoa Trong Lòng Người không phải ạ. Huyền Cơ Trưởng ơi, Hoa Khô Tươi không phải ạ. Rumi Sói, Hoa Theo Trong Tranh không phải ạ. Giang Củi Hoa Giả không phải ạ. Hà Thương Huyền Hoa Nở Trong Dạ không phải ạ. Anh Nam Hoa Giấy Trong Gương không phải ạ. Lực So Bin Hoa Trong Lăng không phải ạ. Trần Hồng Thắm Hoa Vẽ không phải nha. Nào, câu trả lời có 4 từ, trong đó có một từ hoa và một từ trong nha mọi người nha. Mọi người lưu giữ em nha, mọi người có thể sắp xếp lại nha. Mọi người phải sắp xếp nha. Mọi người phải sắp xếp những câu từ lại nha mọi người nha. Mọi cố người lên phải sắp nào. Xếp lại ạ. Cố lên ạ. Hoa Trong Lăng Bác không phải là Bảo nha. Hoa Trong Mắt Anh không phải Trần Cường ạ.
Chúc lại nha mọi người nha. Anh Hoa Anh Đào ơi, em biết là chốt cho anh rồi nhưng anh cho em xin size chân của anh ạ. À. Anh Hoa Anh Đào ơi. Nào. Mẫu này mình sell cho mọi người 320k nha, 320k. Có một đến đi để mình đi. Tầm dưới. 130 à? Mẫu số mấy, số mấy đấy? 3. Mẫu trước mà. 320. Mẫu trước là 239. Mẫu nào? Là, số mà. Vẫn là cái này. Mã số mà. Mã số của cái đôi lúc trước là mã số 1. Đây là mã mấy? Đây là mã số 2. Nào quá ưng không ạ? Quá ưng không ạ? Đây là mã số 2 nha mọi người nha. Đây là mã số 2. 320k nha mọi người nha. 320k. 320k nha mọi người nha. 320k. 320k nha mọi người nha. 320k nha mọi người nha. Mỗi lần em coi cả màu đen và màu lâu nha. Hoa Anh Đào 40. Ô bác cái bút được không? Bác con có bút không? Nào, 2 320 mà. Anh nói rõ một tí. Anh bảo 320. Nào, 320k nha mọi người nha, 320k. Chất liệu là hàng da bò 100% rất chi là mềm mại, đế cao su chống trơn trượt. Đã được khâu rồi nha mọi người nha, đã được khâu xung quanh hết rồi nha mọi người nha. Mẫu số 2, ok, ok. Đoàn xăm nha, ok đoàn xăm ạ. Nào, 320k nha mọi người nha, 320k. Nào, sao mà kịp được, em muốn chốt nữa. Đâu anh ghi mọi người. 30 đây. Anh đã thấy nó có mã chưa? Đây đây. Nào, đây là mã số 2 nha. Có màu đen nha bạn nha, có màu đen nè, có màu đen nha. Có màu đen nha mọi người nha. Vẫn là 239.000. Nào. Có màu đen nha mọi người nha, có màu đen ạ, có màu đen ạ. Em có hai màu, okay, có màu. Ok, Hoa Anh Đào nha. 0143 đâu nha bạn nha. Mình có chỉ có từ 38 đến 42 thôi nha. Form này rất chi là rộng ạ. Có từ 38 đến 42 nha mọi người nha. Có từ 38 đến 42 ạ. Ok, Yến Phạm mã số 2. Ok Yến Phạm nha. Nào, chất liệu làng da bò 100% nha mọi người nha. Test lửa trực tiếp cho mọi người xem này. Để em bỏ ra cho mọi người xem này. Để xem có bật lửa to to đâu nhỉ. Test lửa trực tiếp này, để em giữ nguyên một chỗ này. Giữ nguyên một chỗ cho mọi người xem này. Này, vẫn nguyên xi nha mọi người nha. Mọi người có thể test lửa trực tiếp như em cũng được nha. Này, đấy là đế cao su chống trơn trượt nha mọi người nha. Đế cao su chống trơn trượt ạ. Đế cao su chống trơn trượt nha. Nào, 320k nha mọi người nha. Mình xem mọi người chỉ còn 320k. Đế cao su chống trượt. Chống trơn trượt và đằng sườn lại được khâu hết rồi nha mọi người nha. Xung quanh được khâu hết rồi ạ. Rất chi là mềm mại nha mọi người nha. Rất chi là mềm mại ạ. Hồ Vi Bảo ơi, bạn này sao bao nhiêu ạ? Bạn Hồ Vi Bảo ơi, bạn này sao bao nhiêu ạ? Không có 44 đâu bạn ơi. 42 của mình, bên mình là to nhất, 42 là to nhất nha. Anh Trịnh Giang ơi, cho anh 41 nhanh nhá. Ok Hồ Vi Bảo, size 38 nha. Ok Hồ Vi Bảo nha. Ok Hồ, Hồ Vi Bảo ạ. Có size 39 nha. Ngân Phạm Văn nha. Có size 39 nha, Ngân Văn Phạm nha. Màu gì đi anh? Từ nãy giờ chốt màu gì đấy? Đen đen, có người đen, ai có mình đen, mình có đen rồi. Nào. Đen được đúng không? Ai ưng thì comment một số 2 kèm theo size chân và màu và số điện thoại giúp em nha. Ai ưng thì comment một số 2 kèm theo size chân và màu và số điện thoại giúp em nha. Ờ, chốt cho con cái mẫu 320. Nào. Có ai ưng thì comment một số 2 kèm theo size chân và màu và số điện thoại giúp em nha mọi người nha, để cho đỡ lẫn ạ. Lúc nào anh mới nhận được hàng. Để mai bên em chốt và thông báo thời gian anh nhận hàng nha. Anh Hoa Anh Đào nha. Xin chào Đặng Hương ạ. Kevin Tuấn Hoa Mặt Trời. Không có size 45 đâu bạn ơi, mình có size 42 là to nhất rồi nha. Chất liệu đế rất chi là mềm nha. Okay, có màu lâu không em? Có màu lâu nha mọi người nha, có màu lâu ạ, có màu lâu đây nha. Em có màu lâu và màu đen nha mọi người nha, em có màu lâu và màu đen ạ. Anh báo với khách là toàn bộ khách comment chốt đây mình đều chốt ra hết rồi. Cả comment là bên mình đều chốt hết rồi là được. Kenvin Nhóc ơi, cho mình xin size chân và số điện thoại nào Kenvin Nhóc ơi. Và kèm theo màu nha, bạn lấy màu nào thì bạn comment lên giúp mình nha. Giày lữ thì mình chưa sắp xếp để sell được nha. Nào. 320k nha mọi người nha. À mẫu số 1 ạ, mẫu số 1 là mã số 1 nhiều một đôi. Mã số 1 lúc đấy là 239 nha. Mẫu số 1 là 239 ạ. Nào ok. Đoàn xăm có chốt cho đoàn xăm rồi phải không? Xe 38 này này. Ai? Chốt rồi mà. Đoàn xăm đây rồi. Ô đoàn xăm vừa lấy mẫu đúng rồi đây, đây rồi 38 okay, đây. Ok, chốt cho đoàn xăm rồi nhá. Hôm em đặt hàng không thấy bên anh gọi điện chốt hàng củ cải xanh. Bạn cho mình xin lại số điện thoại nào để mình xem bạn đặt hàng gì nào. Bạn củ cải xanh ơi. Mình xem hai đôi trước mặt bạn với. Ok bạn nhá. Đợi mình một chút ạ. Mà số 1 bao nhiêu? Không vậy. Mã số 1 đây nhá. Quay lại mã số 1 nào mọi người ơi. Quay lại mã số 1 nào. Mã số 1 này là 239k nha. Ok.
Nghe ngoan ngoãn nhá. Nghe ngoan này sai bao nhiêu? Nghe ngoan ngoãn này sai bao nhiêu ạ? Nghe ngoan ngoãn này sai bao nhiêu ạ? Nào mọi người chia sẻ mạnh lên nào. Giấy lưu mới nhọn thì chị inbox với trang fanpage bây giờ Hùng Cường giúp em đi ạ. Nào đây là mẫu số 1 nha mọi người nhá. 239k nhá. Củ cải xanh, củ cải xanh. Ok, ghi củ cải xanh, ghi nguyên củ số loại của củ cải xanh nhá nhá. Củ cải xanh. Mai mai à? Ừ. Nghe ngoan ngoãn này, nghe ngoan ngoãn muốn lấy sao bao nhiêu ạ? Có phải số 390 của quấy không? Ờ 390 ấy. Okay. Nghe ngoan ngoãn cho mình xin ra chân nào, nghe ngoan ngoãn này. Đặt mẫu nào đấy? Hồ Ly Bảo, okay, chốt rồi. Ok, chốt rồi. Hoa Anh Đào chốt rồi nhá. Ok, Hoa Anh Đào nhá. Nào, đây là mã số 1 nhá. Có ai ưng mã số 1 được không ạ? Để em qua mẫu nhá. Có ai ưng mã số 1 được không ạ? Để em qua mẫu nào. Có ai ưng mã số 1 không ạ? Để em qua mẫu nào. Ok, 42 nhá. 42 nào. Nghe ngoan ngoãn em ơi, để anh ghim lại nhá. Ok, không phải ghim đâu, không phải ghim đâu. Ôi, lại ghim chịt mất rồi. Không sao đâu, tí mình lại comment lại. Đùa. Để anh ghim lại nhá. Không phải ghim, ấy anh cứ bán hàng đi. Sao 42 nhá, ok ngoan ngoãn nhá. Bán hàng đi, chưa làm được. Bán hàng đi. Không cần đâu. Ơ, nào. Nghe ngoan ngoãn lấy mô, lấy size bao nhiêu đấy? 42, 42. Mã 2, màu đen hay màu nâu? Đen. Bán cho anh một đôi mẫu 1 size 39. Tạ Quý ơi, cho em xin số điện thoại nào. Tạ Quý ơi, em chào anh. Ok, xin chào Bùi Huy Hoàng nha. Xin chào bạn Thành Bác Con Su. Là bạn Quý Tạ cho mình xin số. Tạ Quý cho mình xin số điện thoại nào. Tạ Quý ơi, cho mình xin số điện thoại nào. Tạ Quý cho mình xin số điện thoại nào. Nào, quay lại với mẫu số 2 nha mọi người nha. Mẫu số 2 nào, mẫu số 2. Okay, mình xem cho mọi người. Ok Tạ Quý ạ. Ok Tạ Quý nha. Mẫu số 1 size 39. Ui, thoải mái luôn. Ok. Màu nâu. Ừ, mẫu số 1 size 39. Chỉ có màu nâu thôi mà, không màu đen. Nào, quái ưng màu số 2 này không ạ? Quái ưng màu số 2 này không ạ? Rất chi là mềm nha mọi người nha. Chất liệu rất chi là mềm nè. Rất chi là mềm nha. Em cuộn tròn trong tay này. Rất chi là mềm nha. Đi vào chân rất chi là mềm và thoải mái chân nha mọi người nha. Đi vào chân rất chi là mềm và thoải mái chân mọi người nha. Đây ạ. Rất chi là mềm và thoải mái chân mọi người nha. Rất chi là mềm và thoải mái chân nha mọi người nha. Chất liệu đàng da bò 100%. Chất liệu đàng da bò 100%. Cho em một số 2 anh ơi màu đen nhỉ. Hiếu Ân cho mình xin ra chân và số điện thoại nào. Có dép lữ hát nha, Phương Phương nha. Bạn inbox vào trang fanpage Villa Hồng Cường giúp mình đi nào. Một sao 40. Hồ Vi Bảo ơi, chốt cho Hồ Vi Bảo rồi mà. Trần Hữu Linh cả, Trần Hữu Linh.
vừa anh đọc chắc 39 màu nâu size 30 đấy, lại 30 không, không có size 30 đâu, không cần tên ơi, không có size 30 đâu, chỉ có 40 hoặc là 39 thôi, hoặc là 38 thôi nhá. Bạn lấy thế cho bạn ấy ra khỏi đây ạ. Có cạnh đấy mà bạn ấy quá là bất lịch sự. Nào. Đây là mã số 33 nha mọi người nhá. Ghi lại đi em ơi. Nào. Em xem cho mọi người chỉ 160k thôi nha mọi người nhá. 160k rồi, 160k thôi nha mọi người nhá. Mã số 33, mã số 33. Anh ưng thì comment mã số 33 kèm theo size chân và số điện thoại nhá. Nào. Đây là mã số 33 nha mọi người nhá. Đây là mã số 33 nha mọi người nhá. Không có thể, bên shop mình không có thời gian nha mọi người nhá, không có thời gian tại vì bán hàng của bên mình rất chỉ đông khách, shop mình rất chỉ đông khách bán hàng lên vẫn chưa có thời gian nha. Thôi hẹn khách ngày mai sẽ trả lời hết. Nào, để mai mình sẽ dành một chút thời gian này trả lời hết tất cả các tin nhắn của các bạn nha. Tại vì có rất là nhiều người nhắn tin, thậm chí là nhắn vừa trả lời bạn này xong là nó có rất nhiều nhắn tin nhắn khác nó nhảy lên nha mọi người nha. Ngày mai bên mình sẽ có nhân viên rét tin nhắn của các bạn nha. Nào, ngày mai bên mình sẽ cố gắng trả lời hết tin nhắn của các bạn ạ. Nào, đây là mẫu số 33 nha mọi người nha. Được nha, Quý Nguyễn ơi, được ạ, được ạ. Dạo này hiện tại bên shop thì hiện tại bây giờ đang rất là đông khách tại cửa hàng nhá. Ok, không cần tên 39 đâu. Bao bao nhiêu? Không cần tên, xem 39 đây. 91 gì? Rất là nhiều người ảnh trong khi mình livestream này có tận bao nhiêu bạn người ảnh xuất từ lúc nãy đến giờ rồi. Nào. Hiện tại shop đang nhân viên đang tập trung vào bán hàng rất là nhiều. Hiện tại shop đang đông khách nha mọi người nha. Nên là bạn nào mà nhắn tin không thấy shop trả lời thông cảm. Ngày mai shop sẽ trả lời hết nhá. Luật ơi! Máy hết đi này. Luật ơi! Để máy này ra. Anh nhờ tí. Em xem có thể trả lời tin nhắn. Bảo Châu, bác ơi có sao 43 không bác? À 43, đã đưa đến không còn 43 rồi. Quỳnh Nguyễn ơi, bạn muốn được size 38 thì bạn cho mình xin số điện thoại là bạn Quỳnh Nguyễn ơi. Đây là mã số 33 nhá. Mình xem cho mọi người chỉ còn trả lời hết. Có màu này thôi nhá. Nào, chỉ có một màu đen này thôi nha mọi người nhá. Đây là mã số 33, ai ưng. Ai ưng thì comment mã số 33 kèm theo size chân và số điện thoại giúp mình nhá. Rất chi là mềm nha mọi người nhá. Đế cao su chống trơn trượt nha. Chất liệu là đế cao su nha mọi người nhá. Đế cao su mình nhắc lại là đế cao su chứ không phải đế nhựa. Và đã được khâu xung quanh hết rồi nha mọi người nhá. Lên độ bền và độ chắc chắn rất chi là cao nha mọi người nhá. Nào. Nào, có ưng không ạ? Nào, đây là mã số 33 nha mọi người nha. Đây là mã số 33. Đây là mã số 33 nha. 43. 43 có mũ nào nhỉ? 43, cái đấy chưa phải 43. 43 có mũ nào nhỉ? Cái trơn thì có, 43 nhỉ? Không có mũ nào. Bạn đợi mình một chút nha, bạn đợi mình một chút nha, bạn Bảo Châu nha. Xuống xem hàng trơn kia rồi, hôm nay vào mình cầm. Nào, có ưng không ạ? Nào, có ưng không ạ? Mình xem cho mọi người, chỉ 160k thôi mọi người ơi 160k thôi nha. Rất chi là mềm nha mọi người nha. Rất chi là mềm nha mọi người nha. Ok Quý Nguyễn nhá. Chốt cho đôi 38 à. Ok Quý Nguyễn ạ. À. Cái hàng này còn lên rồi. Đây, vẫn lên 43 nhưng mà chắc là ngày hôm nữa. Kìa khách đang hỏi mẫu nâu về hè trước mặt bao tiền nhỉ? Không phải tốt rồi. Không phải khách anh ấy tên là không còn tên đi. Vâng, mình chắc chắn. Cái mẫu này. Ok chị Bạch Dương ạ. À. Hỏi mẫu nâu trước mặt. Bạch Dương ơi, 239k nhá. Nguyễn Huy cho mình xin số điện thoại là Nguyễn Huy. Bạn đúng. Không cần tên hỏi cơ mà. Khách đang nhắc lại là có khách hỏi đấy. Không cần tên. Anh không cần tên hỏi lại còn em vừa xem mà. Nguyễn Huy ơi, cho mình xin số điện thoại nha.
Không cần tên ơi, bảo vệ trước mặt mình đây nhá. Trên tay mình đang cầm là mẫu này mẫu 12 nha mọi người nhá. Mẫu 12 nhá. Mẫu này là 239k nha bạn nhá. 239k. Bạn Nguyễn Huy cho mình xin số điện thoại là bạn Nguyễn Huy ơi. Là bạn Nguyễn Huy cho mình xin số điện thoại là. Rất chi là mềm nha mọi người nhá. Rất chi là mềm nha. Đi. Giới thiệu đi. Mẫu trơn à? Mẫu trơn có mẫu kia nữa. Bạn này mình một chút nha. Còn mẫu trơn nha, còn một mẫu trơn nữa. Về sau mình còn một mẫu trơn nữa nha. Ờ, Quý Nguyễn ơi, bên shop mình còn một mẫu trơn có mã là mã số 6 nhá. Giá là 160k. 160k nha anh Quý Nguyễn nha. 160k mẫu trơn ạ, còn mẫu khác không shop? Ờ, Hưng ơi. Hiện tại shop sẽ xem vào mấy mẫu này bạn nhá. Mẫu sần chữ H này cũng là 160k. Ok Nguyễn Huy nhá. Nguyễn Huy size 40 nữa. Em size 40 nữa. Ok nhá. Ok Quý Nguyễn nhá. Ok anh Quý Nguyễn ạ. 40 gửi lên nhá. Thôi lấy cho em đôi 43 đi. Ok Quý Nguyễn nhá. Ok ok Quý Nguyễn ạ. À. Cho em mẫu trơn nhé. Ok Nguyễn Huy lấy mẫu trơn mọi người. Nguyễn Huy 40 trơn. Trơn ngoài sân. Trơn là 38 cơ. Trơn tuột đây này có chụp polo ấy. Em đây là xanh rồi. Mà 6. Ok em ok. Only you do. Do. Only you do. Đây là đu mà. Tiếng Anh ấy. À không, quá vậy, vẫn là mẫu đấy. Bạn ấy nhầm sang mẫu ấy. Bạn nào Hoàng Anh ơi cho mình xin giai chân và số điện thoại nào. Nào, ai ưng mẫu này không ạ? Đây là mẫu số 6 nha mọi người nha, đây là mẫu số 6 ạ. Nào, đây là mẫu số 6 nha mọi người nha. Ok, Nguyễn Huy nha. Bạn Hoàng Anh cho mình xin số điện thoại nào. Đổi đổi. Ok số. Ok, bây okay giờ à. Như ban đầu. Tí nữa thì mình đi lấy nhầm. Nào, có ưng không ạ? Mẫu này mình sell cho mọi người cũng chỉ còn 160k thôi nha mọi người nha. 160k thôi nha mọi người nha. Cái này có 43 này. Mọi người, 143, 144. À, lấy 38 đi. Hoàng Hạnh, cho mình xin số điện thoại ạ. À. Hoàng Hạnh cho mình xin số điện thoại là Hoàng Hạnh ơi. Hoàng Hạnh cho mình xin số điện thoại là Hoàng Hạnh ơi. Hoàng Hạnh cho mình xin số điện thoại ạ. À.
cháu đặt tay xuống đây mà. 270k nha mọi người nha. Đây mặt kim 270k rất chìa đẹp nha mọi người nha. Rất chìa đẹp ạ. 270k nha. Hai trăm bảy mươi k nha mọi người nha. Nào bạn Hoàng Thái còn ở đây không ạ? Dây 10 sai bao nhiêu? Mã số 10 là cái mã này này, đủ sai, full sai luôn. Này là cái này có mã gì? Mã số 10 đủ sai luôn ạ. À. Giá là 350k nha Đức Áo, Nguyễn Đức Anh nha. Nào, quay lại với tiếp tục là một mẫu giày hè nữa nha mọi người nha. Tiếp tục là một mẫu giày hè nữa nha. Tiếp tục là một mẫu giày hè nha. Tiếp tục là một mẫu giày hè nào mọi người ơi, tiếp tục một mẫu giày hè nào. Tiếp tục là một mẫu giày hè nào. Đôi giày đen dập vần cá sấu bao nhiêu? 160k, 160k mọi người ơi. Nguyễn Quang Huy ơi, 160k rồi, 160k rồi nha bạn nha, 160k rồi ạ. Nào, 160k rồi, 160k rồi nha. Bạn Nguyễn Quang Huy ơi, 160k rồi, 160k rồi. Nào, Ai Ưng thì comment mẫu số 33 kèm theo size chân và số điện thoại nha. Còn lại mẫu 10. Quang Huy Nguyễn lấy size 38 ạ. Ok, Quang Huy Nguyễn cho mình xin số điện thoại nào. Ô. Quang Huy Nguyễn ơi, mình xin số điện thoại ạ. Mẫu 10 đây nha mọi người nha, mẫu 10 đi ạ. Mẫu 10 đây nha, ai vừa hỏi xem mẫu 10 thì mẫu 10 đi ạ. Mai có lấy à? Ôi, đau ngủ rồi. Em vừa làm mà anh đau thật á. Cái móng tay xuất thật. Em đang định xoa cái này mà. Em có làm gì mà anh đâu. Mai có xin được tiếp à? Ok đâu, nha. Lục linh đạn này. Thế bảo là chỉ còn một đôi xe là 8. Lục Đinh Vạn lấy mẫu nào ạ? Lục Đinh Vạn lấy mẫu nào? Này, Lục Đinh Vạn lấy mẫu này. Mục Đinh Vạn lấy mẫu này phải không ạ? Sần, lấy... sần. Lục Đinh Vạn lấy mẫu này hay là lấy một lấy mẫu 160k? Anh lấy mẫu nào ạ? Lấy mẫu 160k hay lấy mẫu này không? Này ạ. Nào. Anh Lục Đinh Vạn ơi, anh lấy mẫu này hay là lấy mẫu 160k? Anh comment lên giúp em nào. Ok Quỳnh Chi nha, bắt đầu em sẽ chuyển sang giày hè nha mọi người nha. Bắt đầu em sẽ chuyển sang giày hè. Phương Ngọc lấy gì? Mọi người không có mã. Phương Ngọc lấy mẫu này này. Mẫu số 10 này. Nào bây giờ mình sẽ chuyển qua giày hè nha. Phương Ngọc lấy cái này gì? Phương Ngọc phải lấy mã này không? Phải, con bên trên mã số 10 sao mã số 10 đây. Có Lục Đinh Vạn lấy mẫu nào? Lục Đinh Vạn ơi. Lục Đinh Vạn lấy mẫu 38 này này. Cái này về rồi, đâu đi. Đi nhà. Đẹp hơn rồi. Đức Anh Nguyễn ơi cho mình xin số điện thoại nào. Đức Nguyễn Đức Anh ơi cho mình xin số điện thoại nào. Nguyễn Đức Anh cho mình xin số điện thoại nào. Nguyễn Đức Anh cho em xin số điện thoại ạ. Ok ok. Ôi 39.350.000 đêm trên này. Xin nhận này nhé. Cứ để đây đi. Vâng.
thì em không cho, không xem nữa à? Ok nha, ok Nguyễn Đức Anh nhá. Ok Nguyễn Đức Anh ạ. Lấy đôi nào anh? Mã 10 size 39. Bác lấy lên một đôi 39 nữa nhá. Nào, bây giờ em sẽ chuyển qua mẫu giày hè nha mọi người nhá. Nào. Mọi người có đồng ý để em chuyển qua mẫu giày hè không ạ? Mọi người có đồng ý để em chuyển qua mẫu giày hè thôi ạ? Tôi ta đang cầm bao nhiêu vậy ạ? À, Lan Anh ơi. Em phải có. Nào. Quyết tâm để mai sale giày nữ. Các bạn muốn sale giày nữ gì nào? Giày đế bạc hay giày thể thao ạ? 350 nhá. Lan Anh nhá, 350 nhá Lan Anh nhá. Như là luôn lịch phạm lấy cái đôi góc. Rồi ok, quý chị đợi mình một chút nhá để cho bạn Lan Anh này chốt luôn ạ. Bạn Anh có lấy không ạ? Bạn Anh lấy thì comment mã số 10 kèm theo size chân và số điện thoại giúp mình nhá. Nào. Bạn Lan Anh mà lấy thì comment mẫu số 10 này kèm theo size chân và số điện thoại này. Da rất chỉ là mềm nha mọi người nha, da bò rất chỉ là mềm nha mọi người nha. Da bò rất chỉ là mềm mại nha mọi người nha, chất liệu da bò rất chỉ là mềm mại nha. Ok Hoàng Tươi, đợi mình một chút ạ, có giày thể thao gì ạ? Proper không bạn? Bạn Mai Hà ơi, bạn inbox về trang fanpage video giày Hùng Cường giúp mình đi ạ. Bên mình sẽ có nhân viên chụp ảnh cho bạn xem nha. Hiện tại bây giờ bên mình đang có nhân viên trả lời đi ạ. Nào mọi người inbox đi nào. Ai muốn hỏi gì thì inbox luôn đi nào. Nào có ai ưng mẫu này không ạ? Có ai ưng mẫu này không ạ? Nào, không ai ưng nữa thì comment qua mẫu giúp em nào để em qua mẫu nào. Nào, mọi người đồng ý comment qua mẫu giúp em nha để em qua mẫu nha. Nào, còn ai ưng nữa không ạ? Còn ai ưng nữa không ạ? Nào, còn ai ưng nữa không ạ? Ơ, ba cái kia bác để đâu rồi? Đây, cái túi. Có lấy sai không nhỉ? Bao là 10 nhé. Đây, 3, 2, 3, 9. Là mọi người chia sẻ máy nào mọi người ơi? Chất liệu da rất chỉ là mềm nha mọi người nha. Chất liệu da rất chỉ là mềm ạ. Phương Ngọc.
Phan Văn Ngân lấy cho em xin số điện thoại là Phan Văn Ngân ơi. Còn 40 nha bạn nha, còn 40 nha. Còn 40 ạ. Đây là một số 3 nha bạn nha, đây là một số 3 nha. Một số 3 này còn 40 nha bạn nha. Em vừa xem đồng vào rồi, bỏ riêng đồ 2 đi cho lại anh. Có 40 nha, bạn Hương lãm nha, bạn Hương lãm ơi, có 40 ạ. Đúng mở lái sâu anh ạ. Cứ nhằm nhằm đi. Có bao giờ em đi vào trên này có thấy phê không đâu ạ? Nào có ông mẫu này không ạ? Có ông mẫu này không ạ? Đây là một số 3 nha mọi người nha. Em sell cho mọi người là 310k nha mọi người nha. Chất liệu là đế cao su chống trơn trượt nha mọi người nha. Đế cao su chống trơn trượt ạ. Ok bạn Hương Lãm nha, bạn có thể kiểm tra trước khi thanh toán nha bạn nha. Hương Lãm này. Hương Lãm mã 3 đen 40 à? Mã 3 là mã này à? 40 chứ. Vừa bước xong. Ok Hương Lãm nha. Cái nó bị ẩn comment nó chả thấy đâu. Cứ bây giờ nó bị ẩn comment nhiều lắm. Bị ẩn nhiều lắm. Bị ẩn nhiều lắm. Cho lúc xong người ta comment được cái mình lại đọc được comment chửi. Đấy, rất chi hay. Mà đấy. Rõ ràng là lúc làm gì chị kia có mê số điện thoại cho bạn con đâu. Nhưng mà họ lại bảo thấy Hương Lãm mà 179.000 này. 179 là tiếng qua. Hôm qua lấy sao bao nhiêu? Cái là gì? Có khi nào đây này, năm này mình chưa gọi đến ý. Thế là gì? Thế là gì? 310k nha, Tony Tao nha. Tony Tao ơi, 310k nha. Qua không có rồi. Ôi thế thì live stream đứng qua rồi. Xem lại hôm qua rồi. Hôm nay có live nó là 179 quá. Thế bảo là sao sao xin giới thoại của đứa chỉ đi trong khi cho. Thế tôi xin tận nơi cho tiền bí thanh giả. Con đi tao kìa anh. Con đi cáo. Đúng rồi, cho xem trước khi nhận hàng nhanh nha. Có cho hàng, có cho xem hàng trước khi nhận nha. Công Lưu ơi, bạn phải chốt luôn trên livestream này đi. Thì mình sẽ để riêng cái đôi của bạn chốt ra nha. Nếu bạn không để riêng thì mình không chốt. Mình không để riêng ra cho bạn đâu ạ. Không có hàng đâu nha. Cho mình xem đôi cá sấu. Ok nha, đôi cá sấu đẹp. Mặt gì mà mày gì tím nhá. Đây nha mọi người nha, đây nha. Chặt nóng cái tay rồi. Tony Tao ơi đây nha. Đây cả số ạ. Xem đây là mã 33 nha. Mã 33. Xem cho mọi người chỉ có 160k thôi, 160k thôi nha. Lợn 160k nha, to li tao nha, to li tao 160k nha.
Đâu là tầm này mà đông người xem em nó líu thằng này. Mới đầu còn nhìn nó nói to. Cái này chỉ đợi con mình lên thì nói, đợi con mình lên thì đọc con mình. Chuyển mẫu đi qua ba trăm bài qua cái mẫu 12 rồi. Lấy nước cho anh được bao nhiêu gam khổ? Ừ, thì giới thiệu đi em. Tiện giới thiệu luôn để. Giới thiệu mẫu 12 rồi. Bà 239 đi. Ờ, trên tay mình đang cầm đây là mã số 12 ạ. Mã số 12 này có giá là 239.000 nhá mọi người nhá. 329.000 ạ. Ờ, có đủ size nhá. 239k. Ờ, đây là da bò nhá. Đây là da bò ạ. Quần đế sơn một đít nữa. Đế cao su chống trơn trượt nhá. Đế cao su chống trơn trượt kèm theo đây là da bò ạ. Ờ, cả bên Dương nhá. Dương. Đôi cá sấu sang nhỏ nhất là mấy? 38. 38 nha, hương lãm nhỉ. 38 ạ. Trên tay mình đang cầm là mã số 12 nhá. Mã số 12 này có giá là 239k. 239k nhá, xuất ra bò 100% này. Đế này là đế cao su nhá. Đế cao su chống trơn trượt cực kỳ tốt ạ. Giá là 239k. 239k là mã 12 ạ. Ai ưng mã 12 đấy không ạ? À, chào Lê Cường ạ. Lê Cường là anh ạ. Trên này có túi đeo chéo không ạ? Ờ, em ơi có nhá Dương nhá. Trên shop chị có rất là nhiều loại túi em nhá. Có size tớ không? Quang Thanh Lê ơi, bạn đi size bao nhiêu ạ? Có Quang size Thanh to Lê không? Ờ, có size to không? Có size to nhá, có đến size 42 nhá. Ờ, mã 12 này không có đen đâu ạ. Mã 12 này chỉ có màu nâu thôi nhá. Màu nâu thôi ạ. Mẫu 12 này chỉ có màu nâu thôi ạ, à, không có màu đen đâu ạ. Sao mới còn được thái.
Lợn này tao đánh bắt đầu, người ta biết người ta bảo gì không? Nào, có đây không ạ? Thơm, thơm. Chứ ông nào đến đây làm nhỉ? Gọi là mắm nhỉ? Ai tao gọi cho là mắm đấy nhỉ? Bây giờ không gọi là mắm nữa mà là khắm. Ai gọi mắm? Cái thằng gì mà làm một tháng có cao đẹp trai, cháu chị Dâm, à cháu chị Khuyên. Chưa hay gọi là chú. Bé đấy vẫn hay, anh ấy vẫn hay gọi cháu là cháu chú cháu rồi. Nghỉ rồi vẫn còn hay mua đồ đến cho cháu à? Mày có thích ăn gì không? Chú nên được về đây rồi nhé. Cá. Thường chê gì đâu. Ai gọi cháu là mắm nhỉ? Tài gọi là mắn. Đúng rồi, Tài gọi là mắn. Là có em không ạ? Là có em mẫu 6 này không ạ? Đéo giờ đâu biết mắn. Tài gọi là mắn ơi. Cứ mỗi lần cô người gọi thương lấy hàng, mắn mắm hay lấy hàng chú. Anh Tài bảo chứ mắn ơi, lấy hàng. Lấy đâu có một cá sấu. Ok Hương Lãm nhá. Cho Hương Lãm. Chốt rồi, cho Hương Lãm rồi nha, cho Hương Lãm rồi ạ. Anh ở Sài Gòn, em gửi đi chứ. Vâng, em gửi sale đây nha, Định Ngọc Hà nha. Không quá 35.000 nha. Dừng về chứ. Nào, có đây mẫu số 6 này không ạ? Mẫu số 6 này là mẫu trơn nha mọi người nha, rất chia đẹp nha mọi người nha. Anh Hưng mẫu này thì comment mẫu số 6 kèm theo size chân và số điện thoại giúp em. Bây giờ mà làm một phát 20 người đang xem, 20 người chốt luôn một người. Thế mà đã tìm được Facebook của chị rồi. Kìa đẹp luôn. Đẹp luôn. Hết rồi. Còn mấy đồ nữa? Còn 3 bún luôn, nhân đen còn 3 bún luôn. Hôm nay anh về là có bao nhiêu? Hôm nay về 20 đồ. Tìm mấy đứa nọ mấy đứa kia. Nhìn kia kia em thấy giống diễn viên gì đó. Quen quen. Ôi giống diễn viên luôn. Đây là giống diễn viên kìa. Diễn viên Hàn Quốc. Thì là diễn viên Hàn Quốc. Thì là lúc lấy có lấy mã 3 lấy lại 41. Lúc đấy có lấy mã 3 41. Đi quên đi quên thôi. Ê ơi Hương Lãm lấy Sơn Sơn 41 mà. Sơn Sơn. Nhớ lúc con đưa cho bác ấy. Sơn Sơn. Được, cả mã 3 mới cả mã ơi nữa, cả mã Sơn nữa. Được, diễn viên gì à Hà Thương Huyền ơi. Ê mình phải hỏi chứ để mình vào xem một thì là thì là nào có đây một số sáu này không ạ? Quay lại với chủ đề chính như nào? Có đây một hôm nay quên cả chưa xem ví luôn, quên cái ví. Có mà mình vẫn cho xem ví mà. Cá sấu còn không? Còn cá sấu nhá, còn cá sấu ạ. Đợi mình một chút nhá, mình đấy. Hung lãm đấy, bác bảo con là hung lâm má đấy. Lấy một cá sấu. Cứ thần cá sấu ấy bác. Công Lưu ơi, đợi em một chút ạ. Xin chào Ngọc Linh nha, xin chào Ngọc Linh ạ. Có mỗi sân sân là xấu ý. Hương Lãm 41 mà. Thằng lấy 2 đôi đây, cả mẫu 3 Năm ơi. À mà Lưu. Hoa giấy. Thành viên vẫn đoán luôn. Đây là mẫu cá sấu đấy nha mọi người nha. Da bò in sần cá sấu đấy ạ. Da bò in sần cá sấu đấy nha mọi người nha. Đây là mã số 33 nha mọi người nha. Gọi điện luôn cho chị đấy bây giờ, chị ấy vẫn chưa ngủ đâu. Gọi điện hỏi gì luôn. Chưa tới được này. Nào, ai vừa hỏi nhờ? Không, lục thanh bạc. Mã số 3, tiền bán 239.000. Ừ, kéo ra một đôi 41 nữa. Bây giờ lấy thêm một đôi 41 cá sấu nữa. Ok nha. Vừa nãy chị kia lấy xe 40 mà, không phải lấy xe 41 đâu. Lấy xe 40 đi. Ok. Chị Hương Lãm ơi, chị Hương Lãm còn ở đây không? Chị Hương Lãm lấy mẫu. Ok, em dương cho em đi, tí về em xác nhận cái. Lúc lấy, con lấy mẫu 3, lấy lại 41. Okay. Mẫu 3 cũng lấy luôn 41 đi. Đây, bỏ 40 ra là 41 vào. Ok chị em. Lãm. Chị em làm việc em đi cũng làm tàu bắt đầu gì ở đây. Này. Này. Vừa bị nói xong là nó đúng là tính nào cũng tầm đấy. Xe thì vẫn anh để học thêm em xin nghe anh ghét em. Anh cứ chửi em rồi, anh lờ thế. Anh cứ chửi được câu nào rồi. Để anh kia đi bà lỗi
ăn được. Sao Nào, con ai muốn xem gì không ạ? Ai muốn xem gì comment. Ok cưng nha. Vậy là chị lấy một cái xấu và một mã số 341. Ok. Ok Hương Lam, ok Hương Lam nhỉ. Anh Nam xem được đấy là sao nhiêu? Rồi à? 39 thôi em ơi, chưa ở 41 đâu. Có cái gì nhà sàn sầm lùn không? Hiếp. Bảy lên ngay. Đây này chị ấy. Nào, còn ai ưng mẫu, còn ai muốn hỏi mẫu gì được không ạ? Thì comment nào để em cho họ, để em cho xem luôn một thẻ lòng. Ai muốn xem mẫu gì nữa thì comment lên nào để em cho xem luôn một thẻ lòng. Quẩy đi xem nào, xong mua. Anh quê đu, quê đu nhở? Anh quê, à, đu, quê du. Trả lời anh cái này kìa. Mã số 13, cái số sai. Cái số sai nên em. Cái gì cơ? Mã 33, cá số sai 25, 25 tuổi. Số 25 thờ số bao nhiêu đeo vừa mai qua cửa hàng lấy 25 cm, 25 phân. Anh Công Lưu, anh cho em xin số điện thoại là anh Công Lưu để em gọi điện trực tiếp để hỏi anh luôn nhá. Anh Công Lưu, comment cho em xin số điện thoại là anh Công Lưu ơi. Buồn chân. Em lên để em nhảy đúng chị này. Sao cậu em vừa làm gì? Thì cậu em vừa bay thì đúng rồi. Anh bay đi. Lâu lắm không được bay. Bây giờ em sẽ bật nhạc cho Thương Bay nha. Thương Bay để mọi người cho xin một like nha. Đứng lên nhảy nha. Nhảy đó kiểu